học về rồi. Sao giờ học đến giờ vô? Ngủ một giấc cái coi. Ồn ào quá sao ngủ được, các bạn có 3 giây để cho mình trả thù nha. 3, 2, 1. Ủa, cái gì vậy? Mình có thể yên tâm đi ngủ được rồi. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không xa để tới bên em. Anh muốn được đi cùng em. Các bạn có 3 giây để ấn nút đăng ký, mình sẽ đi qua tới nhà luôn. Cho anh được yêu em bằng con trai những gì. Một cảm giác thật vô mớ. Vành đai lên độ ra đường, tết 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 nhà bật khắp ở trên loa phường. Tết 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 đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Chỉ vì một khoảnh khắc ta muốn mang tết về nhà. Lần qua đông sang đến ngày tết và ta lại về. Tết 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 mang tết về nhà. Pepsi mang tết về nhà, sống trọn khoảnh khắc. 5, 4, 4, 4, 4. Tết này tăng thêm 4 lon giá không đổi trong mỗi thùng Pepsi, 7 up, Mirinda. Tăng thêm 4 lon, tết thêm vẹn tròn. Mới đó thôi mà 11 sân chấm bồi hồi. Thức sức say ta cùng hẹn ông bước mùa về. Thời đầu năm với bao hy vọng và giờ đây bước xuân trở lại, nào cùng nhau tái sinh yêu đời rộn ràng cha cha cha. Bây giờ là 19 giờ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối 30 Tết Giáp Thìn của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc.